Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Hoàng tử Bolero Phú Quý lên tiếng về tin đồn tình cảm với đàn chị Phi Nhung. Ca sĩ Phú Quý có dịp trải lòng về hành trình theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Đồng thời, anh cũng lên tiếng về tin đồn tình cảm với đàn chị Phi Nhung trong chuyện của sau. Phú Quý là một trong những gương mặt mới đầy triển vọng khi theo đuổi dòng nhạc Bolero. Bắt đầu ghi dấu ấn với khán giả bằng việc góp mặt trong top 3 solo cùng Bolero mùa đầu tiên. Tên tuổi của anh dần trở nên quen thuộc và được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Ngoài giọng hát đặc biệt, nam ca sĩ còn sở hữu vẻ ngoài điển trai lịch lãm. Quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát, anh tiếp tục thử sức tại chương trình Người Kể Chuyện Tình và giành giải ba trong cuộc. Sau các cuộc thi, những khán giả yêu mến nam ca sĩ gọi anh với danh xưng là Hoàng tử Bolero. Trong chương trình Chuyện Của Sau, Phú Quý có dịp nhớ lại. Nhiều đạo diễn thấy tôi đi thi hát, đoạt giải thưởng, họ gọi điện chúc mừng và tỏ ra bất ngờ vì trước giờ chỉ thấy tôi là vận động viên võ thuật và diễn xuất trong phim. Họ mời tôi đóng phim nhiều hơn. Nhưng thời điểm đó, lịch đi hát của tôi cũng bắt đầu dày đặc. Hoạt động song song hai lĩnh vực, tôi không có nhiều thời gian theo đoàn phim để nắm diễn biến tâm lý nhân vật. Âm nhạc cho tôi cơ hội cháy hết mình với đam mê, để khi sau này nhìn lại tôi không tiếc nuối. Đồng thời anh cho biết, bản thân từng đấu tranh nhiều lần giữa đi hát hay đóng phim. Cuối cùng quyết định chọn lựa đam mê lớn hơn là âm nhạc. Từ khi dấn thân ca hát, Phú Quý được bầu xô mời hát khán giả yêu mến nhiều hơn. Nam ca sĩ cũng không ngần học hỏi trau chuốt khả năng âm nhạc của mình. Sau đó anh được ca sĩ Phi Nhung ngỏ lời gia nhập công ty. Bên cạnh các ca sĩ Phạm Tuyết Nhung, em Phạm Thiên Ngân, Hồ Văn Cường, mọi người trong công ty đều thân thiết, xem nhau như một đại gia đình, gánh hát Phi Nhung hay đoàn ca múa nhạc Phi Nhung. Phú Quý cho đây là một cơ hội quý giá để anh cháy với niềm đam mê cũng như đi hát cùng các tiền bối, học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân. Cũng trong Chuyện Của Sau, Phú Quý thoải mái nhắc về tin đồn tình cảm với ca sĩ Phi Nhung. Nam ca sĩ tiết lộ, sự việc từng khiến anh chết một thời gian dài. Thời điểm song ca với Phi Nhung, tôi cảm thấy hãnh diện và vinh dự khi được hát chung với thần tượng. Nhưng có nhiều anti-fan vào trang cá nhân của tôi chửi bới. Bởi Phi Nhung từng bảo, tôi lên sân khấu đừng gọi chị em, mà hướng dẫn tôi hát phải nắm tay chị, ôm chị vào lòng như tình nhân để lột tả cảm xúc, tương tác để tiết mục được thăng hoa. Khán giả khi ấy nhìn lên sân khấu, người ta nghĩ hai người tình tứ thì sẽ yêu nhau, anh nói. Thời điểm ấy, Phú Quý áp lực buồn bã một thời gian dài, nhưng sau cùng anh nhận ra vai trò của ca sĩ là mang âm nhạc đến khán giả, phục vụ cho người hâm mộ. Dù ai có ghét hay nhận xét tiêu cực, chửi bới nặng lời, nhưng tôi vẫn có nhiều fan chân chính ủng hộ. Tôi nhớ mãi chị Phi Nhung nói lên sân khấu cứ trải lòng mà hát, diễn yêu nhân vật trong bài hát. Khi xuống sân khấu, chị em vẫn là chị em, nam ca sĩ nói thêm. Tuy nhiên, gần đây khán giả không còn thấy Phi Nhung đồng hành cùng Phú Quý nhiều như trước. Anh giải thích, hợp đồng của anh với công ty đã hết. Anh muốn trải nghiệm tìm hướng đi mới trong âm nhạc. Trong môi trường làm việc tập thể, ai cũng có cái tôi. Khi làm việc chung sẽ phải lắng nghe học hỏi hay tranh luận để bảo vệ quan điểm cho một mục tiêu chung. Trước đây tôi muốn hát một bài, phải đợi chị Phi Nhung duyệt mới được hát. Còn khi hoạt động tự do, tôi có thể chọn những ca khúc phù hợp, trải lòng với những nhạc sĩ để đặt tình cảm cảm xúc khi hát, anh thổ lộ. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định, tuy không còn hợp tác, nhưng anh và đàn chị vẫn hỗ trợ nhau khi cần. Hiện tại, nam ca sĩ đang chuẩn bị cho bản thân những dự án cá nhân với những bài hát tâm đắc gửi đến khán giả, bên cạnh việc củng cố hình ảnh và tên tuổi.